Việt Hương, tôi chịu lạnh 10 độ, đau đớn phải nhập viện vì đau ở gối. Nỗ lực ghi hình game show cho người nghèo cơ hội đổi đời, Vi Hương cho biết cô phải chịu lạnh 10 độ, thậm chí nhập viện vì đau ở gối. Vi Hương tiết lộ cô gặp rất nhiều vất vả khi đảm nhận vai trò MC của chương trình. Việc ghi hình thực tế ở những địa phương khắp trên cả nước khiến cô gặp vấn đề về sức khỏe. Theo Việt Hương, khi chương trình mời và gửi phọc mát cho cô xem, cô định từ chối vì biết sẽ rất vất vả bởi chương trình ghi hình ngoài trời có những tập ghi hình ở ngoài Bắc trong thời tiết giá lạnh. Khi chương trình diễn ra tại Hải Phòng dưới cái lạnh chỉ hơn 10 độ, giữ vai trò hoạt não ngay tại sân khấu chính. Vi Hương chỉ mặc áo sơ mi mỏng, đứng liên tục trong hơn 6 tiếng để hoàn thành buổi ghi hình. Nữ nghệ sĩ cho hay, trước ngày bay ra Hải Phòng, cô phải nhập viện vì đầu gối quá đau, vì quay các số trước, không đứng được và phải tiêm thuốc. Trời lạnh 10 độ khiến sức khỏe tôi không tốt. Việt Hương phải băng đầu gối để dễ vận động, đứng được liên tục nhiều giờ khi quay hình. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình hiện tại, nữ nghệ sĩ cho biết: "Đầu gối của tôi đang có vấn đề nên phải gắn một miếng băng cố định. Vì là nghệ sĩ tôi lại phải mang giày cao gót suốt thời gian dài nên chân bị đau, dần dần chân đau dữ dội hơn buộc tôi phải đi tìm thuốc để tiếp tục ghi hình." Chân đầu lại ghi hình dưới thời tiết giá lạnh, nữ nghệ sĩ đã trang bị cả miếng dáng giữ nhiệt để có thể chịu lạnh tốt hơn trong 4 ngày ghi hình tại miền Bắc. Tay tôi cứng đờ, phải lăn xả khản cả giọng để kết nối với mọi người. MC phải gần gũi, phải quen tứ phía, nên tôi nghĩ mình nên làm để có thêm một chương trình ý nghĩa cho cộng đồng, Vi Hương tâm sự. Không chỉ vậy, trong quá trình tham gia thử thách cùng các khách mời, Vi Hương còn gặp một số tai nạn nhỏ như bị củi chọc vào tay hay bị kẹp chân vào bánh xe đạp tôi cứ lao vào làm phụ người ta quên hết mọi thứ xung quanh không biết đau đớn là gì có lúc có bạn chạy xe đạp tôi chưa kịp chuẩn bị là chân kẹp vào bánh xe nhưng lúc đó không thấy hề hứng gì tối về mới rèm mình cô nhớ lại